xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Thì tiền mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Anh Huy, Thái, hai anh em thi nhau ăn dịch hấp bia bữa ha. Mỗi người hai con. Rất là thơm luôn. Đây. Đó. Bây giờ hôm nay hai anh em ăn dịch thì nếu như là dịch thì nó phải có xương. Nhưng mà bây giờ hai anh em phải cho kỹ nha. Hồi chút xíu ăn xong á là mình kiểm tra xương lại. Thấy ai mà hết trước mà xương còn thịt á là không chấp nhận nha. Có nghĩa tức là không được giải nha. Hết trước xương hả? Còn thịt còn xương đó ha. Đúng rồi. Bây giờ là hai anh em để cho hai anh em là dễ thở luôn là 30 phút mỗi con 15 phút. Đó là hơi rộng thời gian đó ha. Hết trước được hai tờ bự, hết sau được hai tờ nhỏ ha. Hết sau có nghĩa là ăn hết luôn nha. Rồi, mỗi con 15 phút. Cố gắng thôi nha hai đồng chí. Ăn hết thịt nha. Sơn đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng dịch hấp bia với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi, chuẩn bị nha. 1 2 3 là cặp sạch nha. Để hồi rồi kiểm tra lại là hỏi một con thịt là mình cho thay đỏ đó. Tại vì mình ăn mà quý của thì không được. Thời gian cũng hơi dài.
Oh.
gian 22 phút hoàn thành quá dữ. Cặp sạch ok, bạn kia còn nhiều quá, bạn kia nước nuốt không được. Cái ức dịch nuốt không trôi hả bạn? Không phải dễ ăn cái vụ ức dịch. Ức dịch thì nuốt rất là khó. Mấy anh em ăn hay là dù dịch gà gì cũng độn này kia cái nọ, ít ăn nguyên si. Có mỗi anh ba ăn nguyên si, anh nuốt giỏi. Thái bây giờ mình nghĩ Thái ăn hết nhiêu đây là cái thời gian thở cũng quát luôn. Còn mười mấy phút mà Thái ăn kiểu này là thở quát luôn. Hôm nay là chăm chế em ha, tại anh thấy em nuốt cũng đau khổ quá, chăm chế em thôi, ngưng đi. Cho mình cũng sống từng cảm chút xíu chứ chờ em nó ăn mà hết nhiêu đây, tầm 35 phút, có hơn 35 phút nữa. Ok, phần thưởng của anh Quyên Quyên. Hai sĩ của Thái em. Nhưng là phiến mãi em thôi chứ em ăn hết nhiều đó, anh nghĩ là chắc khoảng trên 35 phút là nuốt đau khổ quá. Thấy bỏ xuồng quá trời vô luôn, nói cha chắc có bệnh dữ lắm à. Không à, ức này thôi, còn cái này là còn không nhiều. Cái ức Thái nuốt được. Nuốt thấy. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an khang. Chào lại, bye bye.